Xin chào các bạn, và đây là chuyên mục Mở Hộp Quà Bí Ẩn. Và rất vui đã có đến số thứ tư ngày hôm nay rồi. Và vui ở chỗ đó là bọn mình lại nhận được quà. Và thực sự lần này nó cũng không thực sự bí ẩn giống như là cái bánh pía lần trước của số 3, mà lần này mình biết được ai là người gửi và cũng biết một phần nào đó về món quà. Lần này người gửi chính là Lazada Việt Nam. Và Lazada đã tặng cho kênh Cộng Review một cái điện thoại được bọc trong một cái hộp như này. Mình không biết điện thoại là điện thoại gì thôi, còn mở ra thì mới biết được nó là điện thoại gì. Như bạn thấy này, điện thoại được Lazada đóng gói gửi đi bằng một cái hộp hộp gỗ, 6 miếng gỗ ghép vào và được ghim những miếng ghim cực kỳ chắc chắn luôn. Ví dụ như là những đơn vị khác mà có bán máy cho khách ấy, họ sẽ chỉ dùng một cái hộp điện thoại bình thường và họ sẽ bọc những lớp túi chống sốc, sau đó thì để vào một cái bìa, một cái hộp các tông bình thường. Đằng này họ bọc luôn gỗ, như thế này thì có quăng quật thì cũng rất ít ảnh hưởng đến điện thoại bên trong. Đó, như bạn thấy. Và đằng trước này mình cũng có dòng chữ gì gì đó về địa chỉ và một cái mã, chứ không có tên mình. Và đây là tất cả hộp quà Lazada gửi đến cho Cộng Review. Và cũng nhân đây nói luôn, đó là các bạn muốn tặng gì đó cho bọn mình, một cái món quà rất nhỏ được, kể cả một cái kẹp tóc cũng được, hay là lớn hơn thì có bộ ấm chén hay gì gì cũng được, thì các bạn có thể gửi về cho bọn mình theo địa chỉ đó là, thôi rồi, địa chỉ này mình sẽ viết ở bên cạnh đây, nó hơi dài. Có thể gửi cho tên mình hoặc là anh Dương với số điện thoại, và bọn mình cũng đã để bên cạnh đây rồi. Thì bọn mình sẽ làm một video mở hộp và mô tả cái món quà các bạn tặng luôn. Ví dụ kể cả kẹp tóc thì mình cũng phải mô tả đó là nó làm bằng chất liệu gì, sơn bám có chắc không, hay là màu sắc thế nào, cái lấy tóc thì nó ra làm sao, kiểu kiểu như vậy. Và bây giờ sẽ quay cận cảnh và cụ thể hơn vào cái hộp quà Lazada gửi đến ngày hôm nay. Và bây giờ trước mắt các bạn đang là cái hộp gỗ cực kỳ chất mà Lazada gửi đến cho mình. Đó, bạn thấy không, rất là cứng. Sẽ là tất cả là 6 miếng gỗ được ép bằng những cái miếng ghim như này đây. Đây này, các bạn nhìn này, những miếng ghim sáng bóng và sắc lẹm. Đấy, đây này, thấy không? Và bây giờ mình đã hơi nhấc một đầu lên rồi, và hy vọng là với cái lực tay của mình cũng có thể mở nốt cái phần còn lại này lên được. À, vậy là mở được thật. Cẩn thận không là cái này nó chọc vào tay thì cũng phiền lắm. Đây này, thấy không? Toàn đinh ở đinh. Rồi, ồ. Và nhìn thấy là đã thấy sướng rồi, như bạn thấy Samsung Galaxy A7 phiên bản 32GB. Rất là ngon. Từ từ nhấc cái nắp hộp này ra đã. Cách đóng gói này là mình liên tưởng đến một số cái nó không hay ho lắm. Đó, cái này mà bắn vào mặt thì thôi đừng có hỏi. Rồi, và đó, như bạn thấy mình đã lấy được cái món quà mình ra. Đó, đây là Samsung Galaxy A7 với lại một cái miếng dán của Lazada.vn ở cái miếng sim như này. Và thôi, mở hộp luôn thôi. Không mở đâu. Ở phía dưới đáy của cái siêu này mình có dòng chữ đó là Samsung Galaxy A7 2017 32GB đen, hãng phân phối chính thức. Và cái sản phẩm này là hàng chính hãng và do Lazada bán ra. Rất là hào phóng, và Lazada tặng cho kênh cái sản phẩm Samsung Galaxy A7 này. À, cái này chính là cái siêu cũng như là cái tem niêm phong của cái mặt hàng bên ngoài này mà Lazada đã dán nó vào. Siêu này khó bóc quá. Ok, và chiếc máy của chúng ta đây, Samsung Galaxy A7 2017. Rồi, và mình sẽ mở hộp luôn thôi. Vẫn còn nguyên siêu ở phía này các bạn thấy không? Phía này cũng vậy, còn nguyên siêu luôn. Mở phía nào được nhỉ? Đây, mở bên trên này đi. Ok, rất là dễ dàng. Và sẽ nhấc nó ra như này. Lại còn siêu bên này nữa. Nói chung là thôi mình mở cái này nốt đi. Rồi, và bây giờ mới là nhớ được lên. Đó, đây là chiếc Galaxy A7 2017 phiên bản màu đen của mình. À, khá là đẹp. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy chiếc máy này, tại vì thời gian ở đây nó bớt hot rồi. Những con máy hot khác đã thế chỗ của nó rồi. Ví dụ như A8 và A8 cộng, đèn rất là đen luôn. Bỏ gọn sang bên này thì bên dưới chúng ta sẽ có phụ kiện như sau. Đây là một tập giấy hướng dẫn sử dụng. Có một que chọc sim ở đây, và hướng dẫn sử dụng này chắc chắn là sẽ có tiếng Việt, phiên bản máy chính hãng mà. Rồi, tiếp theo thì bên dưới rất đầy đủ phụ kiện. Chúng ta gồm có một cái sợi cáp. Đây là sợi cáp màu trắng và chính là cáp USB Type-C. Và đây là một cục sạc. Và đây là sạc nhanh, có dòng chữ đó là Adaptive Fast Charging. Sạc nhanh được tặng kèm. Và cuối cùng là một cái tai nghe. Tai nghe lần này thì tất nhiên nó sẽ thuộc cái dạng in-ear, chứ không phải là tai nghe rẻ tiền dạng earbud. Đó, và ba phụ kiện, như vậy là hết. Ok. Và đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay, chiếc Samsung Galaxy A7 2017 phiên bản màu đen. Ở cái siêu màn hình này mình có thấy dòng chữ đó là kháng nước và kháng bụi IP68, camera trước sau là 16 chấm và có cảm biến vân tay. Còn ở mặt sau thì cũng vẫn còn siêu như này, và mình cũng sẽ bóc luôn ra. Đó, tiện tay thì sẽ khởi động máy lên luôn.
Chiếc máy này thì mình đã trên tay cách đây một thời gian khá lâu rồi và mình cũng sẽ nhắc lại một số điểm. Ví dụ mặt trước này chúng ta sẽ có một màn hình kích thước là 5,7 inch với độ phân giải là Full HD và tấm nền được sử dụng sẽ là Super AMOLED. Bên trên này chúng ta sẽ có logo Samsung, loa thoại, một cái camera trước độ phân giải lên tới 16 chấm và cảm biến. Bên dưới này sẽ là một cái phím home cứng có cảm biến vân tay và nút đa nhiệm, nút back. Phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có cụm phím tăng giảm âm lượng và một cái khay. Trong khay này thì chỉ chứa duy nhất một cái sim được đánh dấu là sim 1 và cái khay này có răng cao su để chúng ta có thể kháng nước tốt hơn. Ở phía cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn và một cái loa ngoài. Tiếp đến ở phía cạnh bên trên thì chúng ta sẽ có một cái khay nữa và khay này chính là một cái khay kép gồm có sim 2 và một thẻ nhớ. Như vậy là trên chiếc máy này thì chúng ta không phải đánh đổi bất cứ một cái khay nào hết. Và cùng với đó thì bên cạnh cũng có một cái mic phụ nữa. Tiếp tục mô tả nữa thì chính giữa của cạnh dưới chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-C. Bên cạnh nó là một cái mic thoại và một cái jack cắm tai nghe 3.5mm cùng với hai cái vạch nhựa để thu phát sóng anten tốt hơn. Cuối cùng ở mặt sau thì như bạn thấy là rất khó nhìn và chúng ta sẽ phải hơi nghiêng một tí thì mới nhìn ra được. Đây là camera chính độ phân giải 16 megapixel và hầu như không lồi. Bên cạnh là một cái đèn flash khá là to và logo Samsung ở đây. Cùng với đó là mặt sau này bóng hoàn toàn luôn, được vắt cong 3D và cái đằng sau này là mặt kính, chất lượng khá tốt. Cùng với đó là nó cũng dễ bám giống mồ hôi vân tay. Quay trở lại với mặt trước thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động máy lên cho các bạn cùng xem. Và rồi như các bạn thấy là mình đã khởi động lên thành công chiếc Samsung Galaxy A7 2017. Đó, nó vừa có một thông báo gì đó về việc là sao lưu và restore dữ liệu, đại loại vậy, nhưng thôi bỏ qua đi. Chúng ta sẽ có một giao diện tương đối là đẹp và cái phiên bản màu đen này chúng ta sẽ nhìn nó có vẻ gì đó. Thực ra là qua cái video này các bạn thấy nó đen thôi, nhưng mà cái phần kính này, nó hơi xám chì một tí, giống màu đầu bút chì ấy. Đó, và nói về cấu hình thì chiếc Samsung Galaxy A7 phiên bản 2017 này nó sẽ được trang bị một con chip 8 nhân tới từ Samsung, đó là Exynos 7880 với thanh RAM là 3GB và bộ nhớ ROM là 32GB. Chúng ta sẽ có quyền lựa chọn 2 SIM. Viên pin đi kèm sẽ có dung lượng là 3600 mAh. Thời lượng sử dụng là rất tốt tại vì con chip Exynos này nó sẽ được tối ưu tốt cho chính thiết bị Samsung và nó cũng tiết kiệm điện nữa. Về bộ đôi camera thì như mình đã nói, chúng ta sẽ có đều 16 chấm và 16 chấm trước sau và đây là Always On Display. Và bây giờ tôi cùng mở lên xem là nó hiện tại đang được chạy Android mấy. Mình đoán có lẽ là 7 và sẽ có cập nhật ngay thôi. Ở đây. Và như bạn thấy, ồ, đúng như mình đoán luôn, chúng ta sẽ có Android 7.0. Hơi sáng mà mình sẽ giảm độ sáng đi một tí. Đấy. Nói chung thì cũng không cần mô tả gì nhiều về thiết bị này tại vì đây cũng là một thiết bị cũ rồi, được ra đời cũng khá lâu rồi. Và tất cả những cái xoay quanh thì bọn mình cũng đã làm video khá nhiều và tương đối đầy đủ gửi tới các bạn rồi. Và rất cảm ơn Lazada đã gửi tặng cộng review món quà là chiếc Samsung Galaxy A7 phiên bản 2017. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngoài ra có một thông tin mình vừa nhận được từ Lazada, đó là chính thức 11 giờ ngày mai, ngày 24 tháng 1 năm 2018 thì sẽ có 3 code giảm giá cực mạnh dành riêng cho Samsung A7 2017. Đó là 3 cái code mà mình đã để ở cái phần màn hình này thì các bạn có thể xem. Chúng ta có thể nhập code tùy. Cái code mà giảm giá lên tới 2 triệu cho sản phẩm này thì chỉ có 100 mã thôi. Chúng ta nhập càng sớm càng tốt. Còn 2 mã còn lại thì số lượng bằng nhau nhưng mà cũng giới hạn, nên là các bạn có thể dặn người quen hoặc là chính các bạn cứ thử cả 3 mã. Mã nào dùng được thì hãy dùng nó và nên chọn những cái mã được giảm nhiều nhất trước. Lên tới 2 triệu đồng cho sản phẩm này là cực kỳ đáng và hãy thử ngay vào 11 giờ trưa mai ngày 24 tháng 1.